Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm mà công ty chúng tôi mới về. Đấy là chiếc máy cắt tỉa cành cây chạy bằng pin. Vâng, pin của nó có dung lượng là 36V, pin lithium. Pin này có công suất là 600W, có thể sạc một lần sạc sau đầy. Chúng ta có thể dùng được từ 4 đến 6 tiếng. Dùng rất là thoải mái cho mỗi lần mà chúng ta phải đi ra vườn cắt tỉa cành cây. Đấy. Thì ở đây là chúng ta sẽ mở đây, có nút chế độ mở máy ở đây. Chúng ta sẽ mở máy. Đấy, và đây là máy chúng ta sẽ là hoạt động. Đó. Và máy chúng ta sẽ có ở ký đầu ngoạn này, nó sẽ có 4 chức năng mở. Đây chúng ta sẽ mở chức năng thứ nhất của nó là chức năng thấp nhất. Đấy, chức năng thứ hai. Chức năng thứ ba. Chức năng thứ tư. Đấy, là nó sẽ mở ra hết được cái mỏ ngoạn của nó. Thì nó có thể cắt được những cây có đường kính lên đến 3 cm. Vâng, thì đây tôi có chuẩn bị mấy cái cành cây của nhiều loại cây khác nhau để cắt thử cho quý vị xem. Rất là sắc. Đấy, đường cắt rất là ngọt. Đấy. Đấy, chúng ta sẽ sang cây này. Hơi giòn. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ sang to hơn. Đấy, cây rất là tươi. Rất là ngọt. Đó. Vậy thì là hiện giờ là cái máy này chúng tôi mới về, là công ty duy nhất đang có chiếc máy như vậy. Thì nếu mà quý khách, quý vị muốn mua hay là muốn tìm hiểu thêm về máy thì hãy liên hệ với số điện thoại ở trên video hoặc là vào trang web điện máy xong anh.com để mà xem đầy đủ thông tin chi tiết về chiếc máy này.